Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ đoạn clip với những hình ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của Ngô Kiến Huy cùng hot girl Uyên NG thời gian gần đây. Từ sau khi đường ai nấy đi với Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy vốn đã rất kín tiếng trong những câu chuyện đời tư, đặc biệt là tình cảm. Dù vậy, việc anh im lặng dường như không thể cản được sự dò xét từ cư dân mạng. Qua đoạn clip, rất nhiều chi tiết được cho là trùng khớp kỳ lạ giữa Ngô Kiến Huy và Uyên NG. Từ vòng tay, nón, áo giữa Ngô Kiến Huy và người đẹp này đều giống nhau đến lạ. Một lần nữa, thông tin nghi vấn cặp đôi đang hẹn hò nở rộ trở lại. Sự trùng hợp nhiều đến mức gần như không một người hâm mộ nào có ý đẩy thuyền thêm vì sự tình đã quá rõ ràng. Nhiều người cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi. Vào tháng 10 năm 2021, thông tin Ngô Kiến Huy hẹn hò cùng hot girl kém 9 tuổi cũng đã khiến dân tình dậy sóng. Rất xứng đôi với Ngô Kiến Huy, Uyên NG vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Cô có phong cách thời trang quyến rũ và vóc dáng không thua kém bất kỳ người đẹp nào trong showbiz. Gái sinh 9X còn tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và là chủ của hai tiệm nail. Uyên NG sở hữu gương mặt khả ái với những ưu điểm về ngoại hình như đôi mắt to, mũi cao cùng nụ cười duyên dáng. Không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, song cô gái sinh năm 1997 vẫn rất chăm chút về ngoại hình. Nhờ có chế độ ăn uống điều độ, luyện tập thể thao chăm chỉ, người đẹp không chỉ có chiều cao 1m70 lý tưởng mà còn sở hữu vóc dáng quyến rũ. Cô không ngần ngại khoe dáng với những trang phục có đường cắt xẻ táo bạo, áo tắm. Từ sau khi vướng phải tin đồn hẹn hò cùng Ngô Kiến Huy, lượng người theo dõi Uyên NG cũng tăng vọt. Mỗi bài đăng của cô nàng đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Thời điểm đó, dù có không ít hình ảnh được cho là sống cùng nhà, đi du lịch, nuôi thú cưng chung. Tuy nhiên, phía nữ chính vẫn nỗ lực phủ nhận. Thậm chí, cô còn tắc thẳng tên Ngô Kiến Huy và khẳng định đây chỉ là ông anh thân thiết. Đáp lại điều đó, chàng bắp rất hợp tác khi cho biết rớt nước mắt vì thông tin. Trước đó, khi phóng viên của Pháp Luật và bạn đọc liên lạc hỏi về sự việc, đại diện phía Ngô Kiến Huy lại từ chối trả lời về tin đồn. Do vậy, những thông tin thời điểm đó vẫn chỉ là nghi vấn từ cộng đồng mạng, chưa có sự khẳng định nào từ những người trong cuộc. Hiện tại, những hình ảnh liên quan đến Ngô Kiến Huy, Uyên NG vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé! Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.